Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi chương trình Vai trò phụ huynh bên cạnh học đường do thầy Hoàng Vy Kha và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi trở lại với thầy Hoàng Vy Kha để mà tiếp tục có những cái tham vấn về vấn đề mà vai trò của phụ huynh trong lúc mà chúng ta nuôi dưỡng con em chúng ta tại hải ngoại. Thầy Kha có thể cho biết là khi mà chúng ta có một người con hoặc là chúng ta có hai người con thì cái vấn đề thời gian chúng ta dành cho con của chúng ta rất quan trọng, gần như cả một cái sự đầu tư giống như chúng ta đi kiếm tiền. Dạ vâng. Thì cái quan niệm như vậy nó có đúng không? Đúng, bởi vì cái không chỉ riêng mỗi cá nhân của mỗi gia đình mà đối với một cái tương lai của một đất nước, xưa nay mình cũng hay nghe cái câu là tuổi trẻ đó là cái tương lai, là cái hy vọng của cả một đất nước, của cả một dân tộc. Do đó đầu tư vào đó là một cái điều rất là nên làm. Và ông bà mình có cái câu là phải trồng người thụ nhân, là mình dạy từ còn lúc nhỏ, thì cái đó là cái điều luôn luôn quan trọng, là cái nền tảng của mọi xã hội và gia đình, thưa anh. Và khi mà chúng ta đầu tư cái thời gian chúng ta cho con em chúng ta đó, thì đối với lại thầy Kha, cái quan niệm về cái đạo đức và cái công dân giáo dục nó quan trọng như thế nào? Dạ, mình phải nên nói rõ là có hai điểm nó hơi khác nhau, là đạo đức trong gia đình và cái vấn đề công dân giáo dục, tức là cái bổn phận, cái đạo đức và nếp sống đối với xã hội và đối với đất nước. Thì hầu như sau năm 1975 và trước đó, khi mà Cộng sản nắm quyền ở ngoài Bắc, thì họ không có đưa vấn đề công dân giáo dục vào nhà trường, tức là không có dạy cho người dân hiểu thế nào là trách nhiệm và bổn phận đối với những người chung quanh và đối với đất nước. Thì khi chúng ta qua bên đây, chúng ta mang theo tất cả những di sản văn hóa và đạo đức của dân tộc, thì có cả đạo đức tại nhà, tại gia, với ông bà, với cha mẹ, với gia đình và cả với xã hội và đất nước. Thì Kha có vừa rồi có chia sẻ với lại chị Nhất Anh của bên VOA là các trường trung tâm Việt ngữ, chúng ta nên chú trọng bên cạnh Việt ngữ, bên cạnh lịch sử Việt Nam, là phải đưa vấn đề công dân giáo dục vào. Thì ở ngay trường Mỹ cũng vậy, họ vẫn dạy người học sinh phải biết quan tâm tới xã hội, quan tâm đến những biến đổi ở ngoài để mà trở thành những người hữu ích cho xã hội, chứ không phải chỉ là một cái con mọt sách, có một cái kiến thức sách vở mà lại không có đem những cái đó ra áp dụng cho xã hội. Thì đó là cái điều mà thầy cô giáo của trường Việt ngữ cố gắng duy trì trong các chương trình giảng dạy xuyên qua những cái bài học về văn hóa và lịch sử Việt Nam, vân vân. Cái thử thách lớn nhất của vai trò của những trung tâm Việt ngữ về vấn đề dạy con em chúng ta, khi mà vừa dạy tiếng Việt mà vừa dạy thêm một cái căn bản về công dân giáo dục như vậy, thì cái khó khăn nó như thế nào? Cái khó khăn là phải nói là phần lớn là phải trông cậy vào phía gia đình, sự cảm thông và sự khuyến khích của gia đình để nhìn ra là cái điều mà chúng tôi đang dạy đó không phải là một cái yếu tố chính trị gì cả, mà đó là chỉ là một cái thuần túy đạo đức của một con người. Thì gia đình phải hỗ trợ cho cái việc đó. Và thứ nhì, đối với những trẻ em và những thầy cô đó, thì chúng ta phải linh động hơn, chúng ta phải có những cái cách thức dạy, đưa những cái bài vở mà nó thích hợp với mọi cái thời tuổi, mọi cái thời đại nó khác nhau, nó sẽ có những cái thay đổi khác nhau. Thì mình có một cái foundation, một cái nền tảng, từ trên đó, cái nền tảng đó mình sẽ build lên, mình sẽ xây dựng nên những cái cách, phương cách nó khác nhau để mà nó thu hút và nó hữu dụng cho các em. Tuy nhiên có một điểm khác xin được phép nhấn mạnh là học nhưng mà phải hành, thưa anh, là ông bà mình luôn luôn nói, nên tất cả chúng ta đều dạy là lá lành đùm lá rách, con người đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng các em phải được phụ huynh và nhà trường mang những cái bài học đó vào trong những cái sinh hoạt cụ thể, ví dụ như giúp đỡ những người đang khó khăn ở Việt Nam, vân vân, và những cái phong trào mà họ cảm thấy là cần thiết của cái tiếng nói chung của cộng đồng. Như vậy cái vấn đề parenting, để mà người phụ huynh cũng hiểu được cái vai trò và cái sứ mệnh của mình, là vừa làm cha mẹ mà vừa đúng làm rồi, công dân tốt, phải là những người là cái gương sáng cho các em. Dạ, chính xác. Do đó nên có những cái buổi họp của phụ huynh với lại ban giám hiệu và các anh chị trong ban giảng huấn đó, thì những cái nội dung, những cái buổi họp như vậy, nó có thật sự nó mang lại những cái lợi ích như vậy cho phụ huynh để họ giúp mình một phần không? Dạ, nhà trường, xin thưa là nhà trường Thăng Long chỉ là một cái đơn vị rất là nhỏ trong một cái cộng đồng rất lớn ở DC nói riêng và hầu như nước Mỹ nói chung, thì nhà trường sẽ luôn luôn cố gắng. Có những buổi họp thì cái tình trạng phải nói là thực tế hiện giờ đó là những cái phụ huynh mà quan tâm thật sự là không có nhiều. Tuy nhiên thầy cô và ngay cả chính bản thân Kha cũng không đấy đó làm nản lòng, bởi vì mình trồng
được một em là mình đã quý rồi, rồi những cái từ cái một cái nhân tố nhỏ đó họ sẽ phát tán ra còn hơn là không có ai hết. Thì những cái buổi họp như vậy vẫn có một số phụ huynh họ rất là nhiệt tình, họ tới và họ lắng nghe, họ ngay cả bản thân họ, họ vẫn chia sẻ những cái gì mà họ cảm nhận được qua những cái cuộc sống của chính họ. Rồi sau đó là Khoa muốn đề nghị thêm đó là họ nên tiếp tục những cái điều đó ra ngoài nhà trường nữa, là tới những cái cộng đồng khác, những cái tổ chức bên ngoài khác để mà tìm hiểu thêm và có những cái bổ túc để mà nó theo kịp với lại con em của họ. Như vậy thì các thầy cô phải có những cái chương trình sư phạm đặc biệt để mà các thầy cô vừa dạy cho các em mà cũng phải vừa tiếp xúc với lại phụ huynh để mà chuyên chở những cái gì mà mình mong muốn gửi đến phụ huynh. Cái điểm mà đặc biệt nhất á, là ngay tất cả, hầu như tất cả các thầy cô giáo đều là cha mẹ. Do đó cái vấn đề mà giáo dục cho con cái á, thì nó cũng là một phần là cái trách nhiệm ở gia đình của mỗi thầy cô rồi. Do đó cái việc mà cư xử với những đứa nhỏ như thế nào là có thể nói là hơn 60-70% là có từ cái kinh nghiệm của gia đình đem ra. Tuy nhiên mỗi năm thì cũng có những cái khóa tu nghiệp về chuyên môn, về từ vựng, về văn phạm v.v. và cũng có cách để mà giảng dạy cho theo đúng mọi cái thời tuổi. Ví dụ bây giờ tuổi nhỏ bây giờ nó khác với nhiều năm trước thì bây giờ mình phải làm cái cách như thế nào để cho thu hút được tụi nhỏ hơn. Và cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay thì thầy Hoàng Vi Kha có thể cho biết rằng cái ý thức bên cạnh chúng ta giáo dục trẻ em và cái ý thức của các em đối với lại quê hương và đất nước của các em, thì qua cái chương trình làm việc với lại trường Việt ngữ Thăng Long thì bên bản tin Hoa Thịnh Đốn anh Nguyễn Thành Công cũng có theo dõi cái chương trình của Mẹ Nấm. Khi mà chúng ta có những chương trình gửi thơ cho tòa Bạch Ốc để mà tranh đấu cho Mẹ Nấm được thả về để cho gấu được gặp lại mẹ. Ví dụ vậy thì cái ý thức mà chuyên chở như vậy thì làm sao để mình làm cho cái sự phụ huynh có sự thông hiểu là mình bên cạnh vấn đề giáo dục mình cũng có một cái trách nhiệm gì đối với là những người tù nhân lương tâm ở trong nước. Thì thưa anh, như cái phần trước mình nói qua về công dân giáo dục đó thì đó là cũng là một phần của bài, những bài học về công dân giáo dục. Và Kha cũng trình bày là chúng ta học là phải hành. Các em đã học về tất cả những cái câu tục ngữ ca dao nói về tình thương nhân loại, tình thương người. Thì đây là cái mà các em thực hiện qua những cái hành động cụ thể. Thì khi mà làm những cái điều đó thì có một số họ vẫn công kích, họ nói cái đó là chính trị, họ không muốn dính vô chính trị v.v. Nhưng mà thật ra tất cả những vấn đề đó không phải là chính trị, mà theo định nghĩa chính trị của ngay tại Hoa Kỳ là phải liên quan hoặc trực tiếp hoặc không trực tiếp tới các đảng phái. Mà những vấn đề này chỉ là những vấn đề liên quan về nhân quyền, về những cái đòi hỏi thiết thực của người dân trong xã hội, và những người đó dám đứng lên nói thì mình phải có một cái sự hỗ trợ, mình phải cho họ thấy là họ không cô đơn. Thì đây, đối với những các em, đó là việc mà các em cảm thấy rất là tự nhiên. Các em khi mà Kha đề nghị trong lớp lớn của Kha đó, khi nói thử ra nhưng mà vẫn đề nghị các em phải về hỏi ý kiến phụ huynh, thì các em lần đầu tiên mà khi nghe đó là có em khóc ngay tại lớp khi mà biết được cái hoàn cảnh của nấm và gấu như vậy, là khóc nó tại sao mà tội như vậy. Thì các em sống ở đây, các em biết rõ cái nền dân chủ như thế nào, là thấy được cư xử một người dân như thế nào đối với chính quyền, thì bên kia hoàn toàn tương phản. Thì các em từ những cái ấm ức trong lòng các em thể hiện ra như vậy. Và thì mình là một phụ huynh thì mình phải mạnh dạn, mình nhận thấy cái đó là điều đúng và khuyến khích các em làm. Xin được cảm ơn thầy Kha. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và thầy Hoàng Vi Kha đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thanh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Bích Phượng cứ mời quý vị đón xem bản tin Hoa Thanh Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thanh Đốn, từ thứ Hai đến thứ Sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin hẹn quý vị vào những kỳ lần sau.